Như vậy là Milwaukee Bucks đã trở thành tân vương của NBA 2020-2021 với màn trình diễn hủy diệt của Giannis Antetokounmpo. Và cú block của Á thần Hy Lạp với DeAndre Ayton ở game 4 chính là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của series này. Không chỉ đẹp mắt mà nó còn là lời khẳng định đanh thép về sức mạnh của Á thần, giúp Bucks lấy lại vị thế khi bị dẫn trước 2-0, qua đó tiến thẳng một mạch đến trước vô địch. Vậy cú block này đã phải là cú block đỉnh cao nhất trong lịch sử NBA Playoff hay chưa? Hãy cùng Bóng Rổ TV tìm ra top 5 cú block đỉnh cao nhất trong lịch sử NBA Playoff. 5. Bam Adebayo block Jayson Tatum tại chung kết miền Đông năm 2020. Tại game 1 chung kết miền Đông năm 2020, ở thời điểm còn lại 12 giây của hiệp phụ, Miami Heat đang dẫn trước Boston Celtics với khoảng cách 2 điểm. Jayson Tatum nhận bóng, đánh ISO thẳng vào rổ và chuẩn bị úp rổ để cân bằng tỷ số. Nhưng Bam Adebayo không nghĩ như vậy. Trung phong 23 tuổi dành tặng cho Tatum một cú block trời giáng, dập tắt hoàn toàn tham vọng kéo game đấu đến hiệp phụ thứ 2 của Celtics. 4. Scottie Pippen nhấn chìm hy vọng vô địch của New York Knicks. Vào những năm 90, New York Knicks là một tập thể tuyệt vời và tràn đầy khát khao vô địch. Tại NBA Playoff năm 1993, New York Knicks đang băng băng về đích thì gặp phải chướng ngại mang tên Chicago Bulls. Tại game 5 khi trận đấu chỉ còn lại 24 giây, Bulls đang dẫn trước với cách biệt mong manh 95-94. Chuck Smith nhận đường truyền từ Patrick Ewing, lao thẳng vào khu vực 3 giây và lên rổ. Ngay lập tức, Scottie Pippen có mặt ngăn chặn. Smith cũng tự rebound lại và tiếp tục lên rổ. Và như déjà vu, Pippen vẫn đứng ngay đó, cản cú dứt điểm của Smith. Chicago Bulls lấy được bóng, phản công và kết thúc trận đấu với tỷ số 97-94. 3. Giannis Antetokounmpo block DeAndre Ayton. Tại game 4 series final năm nay, Giannis Antetokounmpo đã có một cú block khiến cả mạng xã hội trở nên điên đảo. Khi trận đấu đang có tỷ số 101-99 và tỏ ra rất cân bằng, Devin Booker tung ra đường truyền cho DeAndre Ayton thực hiện cú alley-oop san bằng tỷ số. Thì Á thần như từ dưới đất chui lên, tung một cú block khiến tất cả cổ động viên của Sun phải đứng hình. Đó cũng chính là bước ngoặt của trận đấu giúp Bay Hill san bằng tỷ số trong series chung kết. 2. Hakeem Olajuwon block John Stark tại Final 1994. Trở lại NBA Final năm 1994, khi Houston Rockets đối đầu với New York Knicks. Khi đó, đội bóng băng Texas đang dẫn trước 3-2 tại series này. Tại game 6, khi trận đấu chỉ còn 5 giây, tỷ số đang là 86-84 nghiêng về Rockets. John Stark của Knicks chuẩn bị tung ra một cú ném game winner từ vạch 3 điểm. Nhưng ngay khi Stark tung cú ném, Hakeem Olajuwon đã có những tác động vào trái bóng, khiến cho cú buzzer beater không thể thành công và cân bằng tỷ số series 3 đều. Sau đó Hakeem và Houston lên ngôi vô địch khi giành tiếp chiến thắng ở game 7. Quá cay đắng đối với New York Knicks. 1. LeBron James khiến Golden State Warriors câm lặng tại Final 2016. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là cú block đỉnh cao nhất trong lịch sử NBA Playoff. Tại game 7 Final 2016, khi trận đấu còn 1 phút 56 giây với tỷ số 89 đều, Warriors có một pha phản công và Curry đã có một đường truyền cực kỳ thuận lợi cho Andre Iguodala có thể lên rổ dễ dàng. Nhưng LeBron James không nghĩ như vậy. Nhà vua chạy từ phía sau và tung ra một cú chạy đào block hoàn hảo, khiến cả Oracle Arena như chết lặng. Những gì diễn ra sau đó đã trở thành lịch sử. LeBron James đưa Cavalier lên ngôi vô địch sau khi bị dẫn trước tới 3-1. Và cú block của LeBron đã trở thành biểu tượng của cả series này.